Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình công nghệ mỗi ngày của TLD. Hôm nay tôi thực sự với các bạn đó là ngày nghỉ lễ ngày 2 tháng 9. Tôi chúc tất cả các bạn có một ngày nghỉ thật ý nghĩa bên cạnh người thân của mình. Mình nói thật thì hôm nay mình chẳng đi đâu cả. Ở nhà thì mình cầm cái điện thoại và thấy đọc rất nhiều tin nhắn comment của anh em. Thì hôm nay cái chủ đề nóng nhất ở trên YouTube của mình đó là anh em hỏi là cái MacBook nó dùng có dễ hay không. Thì mình làm một cái video chi tiết để trả lời cho anh em. Nói thực sự với các bạn thì cái sản phẩm MacBook của Apple thì nó chỉ là một cái máy tính thôi. Mà cái máy tính người ta dùng được thì mình cũng dùng được. Còn nhiều anh em cũng hỏi là tớ cũng nghe một vài bạn hỏi là tại tớ sợ là cái máy tính MacBook dùng nó khó dùng với cả sợ không biết dùng thì mua về sợ không biết dùng thì nó lãng phí. Thì tôi nói thật với bạn chẳng qua là anh em mình cứ thần thánh quá các phương tiện của Apple, nó đắt rồi nó chỉ dành sản phẩm của người đất có điều kiện để dùng. Nhưng nói thật sự với các bạn vài năm trở lại đây thì thị trường Việt Nam mình cái sản phẩm MacBook nó rất là thông dụng. Còn thực ra thì nói cũng chẳng có gì cao siêu cả, chỉ với tầm tiền khoảng 10 triệu đồng là anh em đã có thể dùng một chiếc MacBook ngon lành. Với giá trị khoảng tầm nó chạy chip Core i5 thứ thì anh em có thể dùng văn phòng giải trí hoàn toàn thoải mái và có thể dùng các công việc như là chơi game online và cũng có thể là review những đoạn video hoặc làm những cái về Photoshop hoặc chỉnh sửa hình ảnh trên một cái máy Mac 10 triệu đến 15 triệu hoàn toàn là thoải mái, chẳng có gì là khó khăn cả. Còn việc sử dụng của nó thì mình cũng nói luôn với các anh em đó là nó cũng hoàn toàn đơn giản. Cái máy Mac nó vẫn có thể chạy được cả hệ điều hành Windows nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm được. Còn anh em mà đã dùng iPhone rồi thì anh em dùng iPhone hay iPad rồi thì thực ra cái sản phẩm này nó chạy la lá như vậy và nó rất là đơn giản và có hỗ trợ giao diện tiếng Việt nên anh em ta có thể hoàn toàn yên tâm. Đối với những người mới sử dụng, chúng ta chỉ học một tí thôi, nó chỉ khác đi một chút thôi và làm quen một chút thôi là anh em có thể sử dụng một cái máy Mac thần thạo. Còn với kinh nghiệm của tôi thì đa số những anh em mà mới dùng sản phẩm Mac họ chỉ cần đến một tuần thôi là họ sẽ biết hết các tính năng của máy Mac và họ sẽ làm quen được hết. Mà đối với những anh em đã dùng quen máy Mac rồi là còn không muốn chuyển sang Windows bởi vì dùng Mac cũng rất là ổn định và đặc biệt hệ điều hành Mac thì nó vẫn ít virus hơn và nó cũng khó tấn công hơn mà nó cũng bảo mật cũng tốt hơn trên Windows bởi vì cái máy Mac ấy thì nó thường nó thực sự các bạn nó cũng không phổ thông nên các hacker trên thế giới nó sẽ ít để ý và những cái nó cũng ít phát triển hơn các phần mềm Windows. Còn hiện nay trên thị trường ấy thì khoảng 100 người dùng thì chỉ có 1 người dùng máy Mac thôi, có nghĩa là 99 người dùng máy Windows. Chính vì thế nó không phổ cập và nhiều khi chúng ta phải thêm một vài cái thiết bị chuyển đổi hoặc một cái vài cái định dạng mà chúng ta có thể đọc được những cái dữ liệu trên Windows đó, chúng ta phải cài thêm phần mềm. Thì thực ra cái đấy nó không có gì là khó cả nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm được. Anh em có thể thấy đây là chiếc MacBook Pro Retina phiên bản năm 2015 mà tớ đã cài sẵn cái hệ điều hành Windows trên máy đây. Và anh em cũng rất là băn khoăn hỏi là cái máy mà cài Windows trên máy Mac thì nó có hại gì cho máy không, thì tôi cũng trả lời luôn anh em nó chẳng có vấn đề gì là hại cả. Và hai cái phân vùng Mac và Win nó hoàn toàn riêng biệt mà nó không có ảnh hưởng gì đến nhau. Và trên máy Mac nó chạy Win thì cũng là hoàn toàn bình thường vì phần cứng nó vẫn cho phép chạy và chúng ta cài ứng dụng Bookcam như này này, nó có thể nhận đầy đủ các phím. Và những cái chức năng kể cả những cái touchpad cảm ứng như ở trên MacBook hoặc trên hệ điều hành OS nó hoàn toàn là bình thường. Đây, ví dụ tôi bấm loa này. Hoặc là tôi bấm điều chỉnh sáng tối này, cái cảm biến bàn phím nó hoàn toàn vẫn giống như ở trên Mac này, sáng tối màn hình cho anh em xem luôn. Và kể cả touchpad thì chúng ta cũng có thể bật vào đây. Đây là cái book cam để dành riêng để chỉnh cho máy Mac này. Anh em lưu ý là cái book cam này là do Apple nó phát triển luôn nhá, nên nó hoàn toàn có thể tin và dùng được. Đây các tính năng mà chỉnh touchpad như ở trên Mac này, anh em đã có chỉnh được hết này. Đấy, các điều chỉnh phím và độ nhạy nhớ thì có hết. Và chúng ta muốn chuột phải chúng ta chỉ cần bấm hai ngón này. Đấy. Vì trên Mac nó chỉ có một chuột, nhiều bạn cũng thắc mắc là tại sao em mua máy Mac bây giờ nó chỉ có một chuột và không thấy chuột trái chuột phải đâu. Thì chúng ta cài bút cầm thì chúng ta có thể để hai ngón này này, ta bấm. Đấy và chúng ta hoàn toàn có thể chia ổ cứng giống như ở trên bên trong. Và chúng ta có thể dùng phần mềm chúng ta chia thêm cái ổ D để lưu trữ dữ liệu. Và có thể cài phần mềm để có thể đọc được cả dữ liệu trên Mac và đọc được cả dữ liệu trên Win mà chúng ta để chung và hai bên có thể nhìn thấy nhau được. Và bây giờ tớ sẽ thử khởi động lại cho anh em sang hệ điều hành Mac cho anh em xem nhé. Đây anh em reset lại này. Chúng ta chỉ cần nhấn phím option trước khi chúng ta khởi động sang hệ điều hành mới này. Anh em lưu ý là phải giữ phím option nhá. Đấy, khi nó hiện cái ổ lên này. Đấy, chúng ta tap sang ổ nào thì nó chạy ổ đấy. Đấy chúng ta sẽ tap sang OS. Đấy các bạn có thể hiện quả táo luôn. Đây anh em có thể thấy là tớ đã khởi động sang giao diện Mac. Còn hiện nay Mac thì nó hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Chúng ta có thể chuyển sang tiếng Việt để cho dễ dùng đối với những cái bạn mới dùng. Còn tớ là tớ quen dùng tiếng Anh rồi. Đây chuyển sang tiếng Việt này. Anh em chuyển ngôn ngữ anh em ta chỉ cần đổi nó lên thôi. Đây và chúng ta khởi động lại. Để cho mình khởi động lại sau nó sang tiếng Việt cho anh em dễ dùng nhá. Đây anh em có thể nó đã chuyển sang giao diện tiếng Việt.
Đây, anh em có thể nhìn thấy đây. Còn muốn tìm hiểu cái chức năng của nó thì anh em vào tùy chọn hệ thống này. Đây anh em có thể thấy là từ những cái đều là chuyển giao diện tiếng Việt. Đây là cái chỉnh chuột này, ngôn ngữ này, và đây là chỉnh lên màn hình này. Và đây anh em có thể nhìn thấy là cái iCloud quen thuộc. Nếu mà anh em dùng iPhone thì cái tài khoản này hoàn toàn có thể dùng chung với tài khoản iPhone được. Chúng ta chỉ cần đăng nhập vào thì tất cả các thiết bị Apple nó sẽ tự động đồng bộ hóa cho nhau, và chúng ta có thể chia sẻ dữ liệu và có thể chat, nhìn tin nhắn iMessage, hoặc có thể gọi điện FaceTime trên chiếc máy MacBook, cực kỳ tiện dụng luôn. Và đây là kho ứng dụng này, Apple Store này. Đấy, chúng ta có thể cài đặt này, hoặc cái ngôn ngữ để chúng ta đổi mật khẩu chúng ta vào đây. Đấy, rất là đơn giản. Còn anh em mà muốn xóa, muốn cài đặt gì thì nó làm trong hết này, trong hết cái mục này. Anh có thể lấy lớp pad này. Đấy, nó sẽ làm hết ở trong này. Chúng ta chỉ cần cái gì là chúng ta kéo ra màn hình. Đấy, ví dụ tôi muốn cho cái iTunes này ra màn hình đi, thì chúng ta chỉ cần kéo này, chỉ kéo và thả thôi. Đấy, và không thích nó thì chúng ta xóa đi. Ví dụ không thích một cái này chẳng hạn, hoặc một cái trình gì mà chúng ta cài chúng ta không thích chẳng hạn, thì chúng ta lôi nó luôn vào thùng rác này, thế là nó xóa đi thôi. Rất là đơn giản, chứ nó không phải là nó cài đặt được quá nhiều file hệ thống như ở trên Windows, mà nó rất đơn giản thế này thôi. Và anh em lưu ý là tất cả những cái phần mềm như là Photoshop này, Intuit này, Inlut này, hoặc là những cái phần mềm AutoCAD chỉnh sửa ảnh, hoàn toàn có thể anh em có thể để cái Office của nó này. Tất cả những cái phần mềm đó hoàn toàn có thể cài trên Mac được. Chúng ta sẽ lên các diễn đàn mà chúng ta tìm hiểu những cái phần mềm. Cũng nói phải là phải nói với các bạn, nếu những cái phần mềm bản quyền ấy ở trên cái dòng Mac chạy hệ điều hành OS nó rất là đắt. Đa số thì chúng ta phải biết cách bẻ khóa, chúng ta mới dùng được. Cái này nó nhỏ thôi, nhưng nếu mà nói với luật pháp quốc tế là chúng ta đang vi phạm. Nhưng nói thật sự với anh em, mua một cái MacBook mà 20 triệu đồng mà cài hẳn những cái phần mềm bản quyền vào thì có khi lên đến mấy chục triệu luôn. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì nói thực sự với anh em, điều kiện kinh tế nó không có, nhiều khi cũng phải nhắm mắt mở, chính phủ phải nhắm mắt mở cho chúng ta cài, chúng ta dùng thôi. Đây nó cũng có mã hóa tiếng Việt nha anh em nhé. Đấy, chúng ta có thể gõ dấu bằng tiếng Việt này, tiếng Mỹ này, hoặc bất kỳ cái ngôn ngữ gì chúng ta chỉ cần thêm mà thôi là chúng ta có thể gõ được. Đấy, còn wifi chúng ta bắt ở đây. Còn những cái giao diện icon của nó thì nó sẽ gần giống như trên iPhone, anh em có thể thấy này, nó khá là đầy đủ. Và cái hệ điều hành Mac thì nó rất là ổn định. Còn anh em cũng hỏi là tại vì sao cái máy MacBook nó đắt, thì tôi cũng nói luôn là thực sự cái sản phẩm của Apple thì nó quá đẹp. Và những cái hiệu năng chẳng hạn, tôi đánh giá Apple đánh giá cao nhất của nó phải hiệu năng hoạt động của cái bo mạch chủ của nó này, hiệu năng hoạt động CPU các thứ, nói chung là hoạt động rất là tốt, màn hình đẹp, đặc biệt là những cái công nghệ màn hình Retina, nó cho cái độ ảnh và hình ảnh trung thực, cực kỳ trung thực luôn, mà rất là sắc nét. Và cái thời lượng pin trên Mac dùng khá là ổn. Cái nhược điểm duy nhất của MacBook đó là đắt thôi. Tổng quan lại thì cái MacBook thì chẳng có cái gì là khó dùng cả, chẳng qua là chúng ta chưa có điều kiện để chúng ta trải nghiệm, chúng ta dùng thôi. Còn quan điểm chung của người có hiểu biết một chút về kỹ thuật như tôi ấy, thì cái MacBook dùng nó thật sự với các bạn là quá là sướng. Còn cái nhược điểm duy nhất đó là cái tầm tiền để sở hữu một chiếc MacBook cấu hình cao ở Việt Nam thì thực sự nó vẫn đắt gấp đôi, nhiều khi là gấp 3 lần so với những cái sản phẩm laptop bình thường. Còn những cái ưu điểm của Mac anh em biết rồi, thiết kế đẹp này, hoạt động hiệu năng ổn định này, màn hình đẹp này, kể cả những cái cổng kết nối rồi các thứ ấy, nó đều trang bị rất nhiều các cổng kết nối tiên tiến. Và cái tốc độ hoặc là những cái công nghệ đa số ở trên MacBook nó sẽ đi trước so với một cái hãng máy tính khác. Thì tôi đánh giá khách quan là như vậy thôi, đây là những kiến thức của tôi. Còn chương trình của mình thì đây là kết thúc. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau. Còn anh em có những cái câu hỏi gì cần đánh giá này, các sản phẩm về công nghệ thông tin này, hoặc là cái gì không hiểu thì cứ comment bên dưới, tớ sẽ đọc và tớ sẽ tổng hợp biên tập và trả lời cho anh em ở những video như này. Thân chào và hẹn gặp lại anh em sau.